Đây là tuyến xe khách Phú Thọ - Hà Nội. Thay vì vào bến bắt khách thì chiếc xe này đã bỏ bến, dừng đỗ sai quy định ngoài đường để bắt khách. Với lỗi vi phạm này, lái xe sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định 100 của Chính phủ. Giả khách bọn em xuống nó vẫn chưa có khách. Xuống thì vẫn ấy đợi đâu đã kịp chưa. Mới dừng ở đây cái thì bọn anh ấy luôn. Khách khứa đợt này khách xuống thì chở khách vào bến cũng ấy đỗ ở ngoài thôi. Tại tuyến đường Giải Phóng đoạn giao với phố Kim Đồng, cửa ngõ phía Nam thủ đô, không khó để bắt gặp những xe khách tuyến cố định xuất phát từ bến xe Giáp Bát chạy kiểu rùa bò như thế này. Ban lãnh đạo công ty cũng như là ban lãnh đạo bến Giáp Bát thì cũng đã có cái kế hoạch người phối hợp với cả các lực lượng chức năng như là công an phường, người thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông là cũng tuyên truyền nhắc nhở lái phụ xe cũng đối với những xe có hợp đồng với bến thì cũng vào bến để mà thực hiện theo đúng các cái quy định về vận tải khách liên tỉnh. Thay vì vào bến để mua vé và lên xe, một số hành khách thích nhanh, gọn nên đã chọn bắt xe ngoài đường. Cá biệt một số hành khách còn thuê xe ôm chở đến địa điểm phương tiện khác đang chờ nhằm qua mắt các lực lượng chức năng. Không chỉ trong những dịp cao điểm, những vi phạm như thế này xuất hiện khá thường xuyên tại những tuyến đường xung quanh khu vực các bến xe. Đặc biệt các nhà xe thường lựa chọn thời điểm vắng bóng lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm. Dù mật độ phương tiện đang rất là vắng nhưng mà vẫn tồn tại các hiện tượng là đón trả khách và chạy tốc độ rùa bò của các dòng xe kinh doanh vận tải. Thì chúng tôi vẫn bố trí lực lượng tuần lưu để kiên quyết xử lý các phương tiện cố tình vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông nhân dịp Tết. Quy định xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi dừng đỗ đón trả khách sai quy định đã có. Mặc dù nhiều biện pháp đã được lực lượng chức năng đưa ra để ngăn chặn hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, thế nhưng tình trạng vi phạm vẫn tái diễn, một phần là do các thượng đế đã vô tình tiếp tay cho các nhà xe dừng đỗ bắt khách dọc đường.